Mến chào cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog 27. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện như là sóng gió gia tộc hai cái nhà ha. Thì chắc hẳn rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em mình cũng đã thấy rồi, trong những ngày hôm nay thì hầu như đang rất là lùm xùm về những cái vấn đề là bên phe phái mẹ con bà Sáu, và thậm chí thì nó liên quan đến chị Mì Xào mình ha cả nhà ha. Thì thậm chí thì ngày hôm nay đây thật sự có rất là nhiều những nguồn thông tin rất là nóng bỏng mà nó liên quan đến mẹ con bà Sáu nha cả nhà ha. Thì hôm nay thì hầu như mọi người đang rất là tập trung về cái như là chị Mì Xào mình đó cả nhà. Tại chị Mì Xào mình nói là nắm rất là nhiều thông tin nha, cũng giống mẹ con bà Sáu vậy cả nhà, hay là một số bóng kênh kênh gì đó. Thì nói rất là nhiều thông tin bí mật gì đó, thì người ta nói là người ta phốt là chắc chắn, thì bên chị Ni và chị Loan là sẽ toan ha cả nhà ha. Nhưng mà quý vị cũng biết đó, thì ở trong cái drama này thì từ đó tới giờ luôn, như một cái lịch sử luôn quý vị, chưa có một cái tiền lệ nào mà khi một cái nhân vật nó tham gia một cái drama mà nó bị hai bên kiện luôn cả nhà. Mình không hiểu là cái cuộc sống của cô Mì Xào nữa làm như thế nào ha, sống làm sao, ăn ở kiểu gì đó cả nhà ha, mà bị tới hai bên kiện. Thường thường thì người ta theo một cái drama thì chỉ có bị một bên kiện thôi, mình phe đối lập hay là mình phe bên đây thì chỉ bị bên kia kiện thôi. Còn cái chị Mì Xào mình là một cái tiền lệ thì nó khá là đặc biệt nha cả nhà ha, trong cái lịch sử drama luôn đó cả nhà, là hầu như là chị đã bị hai bên luôn cả nhà ha, một bên phe đối lập và một bên phe chị Hồng Loan điều kiện luôn, rất là ghê gớm nha cả nhà ha. Thì mình cũng biết thì ở đây chị Loan thì hôm nay thì cũng đăng tải nhiều cái cảm xúc lên lắm, thậm chí là khi mà quý vị cũng biết là mọi người đang ủng hộ chị Loan về những cái mặt hàng buôn bán đó cả nhà. Thì chị Loan bây giờ thì cũng buôn bán rất là nhiều những cái mặt hàng khác cả nhà ha. Nhưng mà quý vị cũng thấy không, chị Hồng Loan khi mà người ta làm cái gì á cũng hỏi ý kiến chị em anh chị rõ ràng, chứ không phải là đụng chạm. Có một số người cả nhà nó lên nó khiêu khích và thậm chí là nó châm chọc vào câu chuyện này, nó là chị Hồng Loan dành mối làm ăn của anh chị em khác ha, các thứ các kiểu nha, nhưng không có chuyện đó nha cả nhà ha. Đó là chỉ những cái phe, những cái kền kền thôi, nó chỉ cố gắng tung những cái thông tin giả ra để cho mọi người hiểu lầm và hiểu sai của chị Hồng Loan là dành những cái mối làm ăn nha. Tại vì những anh chị như là chị Bình Tinh hay là anh Vũ Lưng hay là mọi người gì đó, anh Sang tí gì đó, khi mà thấy chị Loan bán hàng, thậm chí là chị Loan có nuôi tới 5 đứa con là quý vị, cũng khá là vất vả, không có tiền bạc gì ha. Khi mà chị Năm bây giờ, chị bây giờ á, nói thật sự thì bây giờ thì chị Loan mới đỡ một chút thôi. Bây giờ chị Loan nhờ có mọi người ủng hộ mặt hàng á, bây giờ mới cuộc sống mới đỡ hơn một chút xíu đó, chứ không phải là lúc đầu tiên vì cũng thấy là chị Loan cũng rất là vất vả. Không có tiền bạc gì, phải nuôi thêm 5 đứa con nữa, cũng làm nhiều rất là nhiều công việc nha. Nhưng bây giờ thì Tết nhất tới rồi, chị muốn bán thêm những cái mặt hàng gì đó cả nhà, thì cũng được sự đồng ý của mọi người, nó bán đi không có gì hết. Tại vì phe kền kền nó vào nó công kích ghê lắm quý vị, nó công kích nó nói là chị Hồng Loan nhờ cái drama bây giờ bán tùm lum hết trơn, bán như cái bách quá xanh. Đó là những cái lời công kích thì của những cái bọn đó nha cả nhà ha. Thì ở đây thì ngày hôm nay đây em có những cái thông tin thì nó như thế này cũng khá là hay, liên quan đến chị Hồng Loan nha cả nhà ha. Mến chào anh chị ở trong group và những người ủng hộ và yêu quý bảo vệ cho chị Hồng Loan. Thời gian gần đây rất là nhiều chuyện xảy ra, nhiều cái chiêu trò dơ bẩn, không chỉ là riêng phe đối lập mà còn là những cái trang, những cái kênh đã từng ủng hộ cho chị Hồng Loan. Những cái thành phần ấy chỉ là những số nhỏ, họ đã từng cùng ta ủng hộ quyết liệt, nhưng vì một số vấn đề mà lòng ganh ghét, hận thù, sân si đã che mắt cái màn mắt lý trí của họ rồi, rất rõ ràng nha cả nhà ha. Có thể là vì một số những lợi ích như thế nào đó thì bây giờ những cái người đó đã mất hết lý trí nha cả nhà ha, quay lại tấn công chị Hồng Loan. Thì điển hình thì quý vị cũng biết là ai rồi, cũng có vài người đã quay xe ha, rất là ghê gớm nha cả nhà ha. Điều mình đáng buồn là khi xảy ra cái sự cố, họ không chọn dời đi mà họ chọn cách như là quay xe. Lúc đầu họ chỉ nói đến quan điểm của các kiểu về con người của chị Hồng Loan, còn con người của chị Ni. Nhưng sau một thời gian nhắn chớp, nhanh như chớp, họ đã lộ hẳn cái bộ mặt thật của họ ra. Miệng thì nói bảo vệ và ủng hộ cho chị Hồng Loan, nhưng thì công kích chị Ni. Cái vấn đề của chị Ni mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Mình cũng nghĩ họ đã có độc, tiếc ở chỗ họ độc, nhưng họ không có suy nghĩ, vì trong đầu họ đã có một cái hướng đi mới. Có thể là rất là nhiều lần ha, những cái bọn này nó đã chọn một cái giải pháp, hay là đã chọn một cái nơi mà định cư mới đó cả nhà ha, là quay xe với chị Hồng Loan, là chọn về phe của mẹ con bà Sáu đó nha cả nhà ha. Cứ bảo là ủng hộ cho Hồng Loan, vẫn lên bài, vẫn lên clip,
nhưng á vẫn chửi ve, nhưng vẫn tấn công chị Ni. Ở đây thì hầu như là những người này đang rất là muốn chia rẽ nội bộ, chia rẽ là chị Ni ra khỏi chị Loan nha cái này ha. Nhưng mà chắc chắn thì không có ai có thể làm mà chia rẽ được cái tình cảm giữa chị Ni và chị Loan nha cả nhà. Quý vị cũng thấy rồi, khi mà chị Loan gặp chị Ni ở ngoài sân bay đó quý vị, những cái hành động mà rất là thân thiết, thân còn hơn, thật sự là hơn cả người thân, đúng không quý vị? Những người thân còn tranh giành tài sản, cướp đoạt tài sản, còn chị Ni chỉ là một người dân nước lã thôi. Đó, thật sự là người dân nước lã, không hề biết về chị Hồng Loan, đó chỉ là ngưỡng mộ cậu Năm, rồi thậm chí là ủng hộ và giúp đỡ chị Loan thôi, nhưng bỏ rất là nhiều công sức tiền bạc của mình ra để giúp đỡ cho chị Loan nha quý vị ha. Còn những cái thành phần mà phe cạnh kênh quý vị cũng thấy rồi, chỉ có những cái âm mưu và thủ đoạn, thì không biết là sao mấy ngày hôm nay thì mẹ con và Sáu thì đâu mất tiêu rồi cả nhà, mất tiêu hết trơn rồi ha. Vậy chắc tập trung lo bán bún bò đây, Tết nhất tới rồi quý vị. Quý vị cũng biết hôm giờ người ta bán mặt hàng rất là nhiều nha, bán rất là nhiều sản phẩm bún bò rồi kinh doanh khô này nọ gì đó cả nhà, nhiều thứ lắm quý vị. Tết tới rồi nhưng mà bán mà không có để số điện thoại, không để bình luận gì thì không biết là ai mua nha, không biết là ai sẽ mua cho những người này nha cả nhà ha. Tôi thương Hồng Loan nhưng chị Ni là không ổn, bởi do bị một số người ma mị mà ra. Mình khẳng định ở điều này luôn nha, đó là họ đang mượn danh Hồng Loan nhằm cái mục đích gì tùy vào cảm nhận của mỗi người đã nhìn thấy. Không bao giờ có chuyện ủng hộ Hồng Loan mà không thích chị Ni cả. Thật sự là như vậy nha, mình mà ủng hộ Hồng Loan thì chắc chắn mình sẽ rất là thích chị Ni. Về cái tính cách của chị, cách hành xử của chị, cách đối phó những cái bọn ve ha cả nhà ha. Trường hợp không thích chị Ni có thể sẽ có phần ít vì có thể việc cách nói chuyện hoặc là những cái lý do khác, nhưng không bao giờ có chuyện phải đi công kích đem đời tư của chị ấy ra để mổ xẻ. Nhưng ngoài trừ địch thì không còn nguyên nhân nào nữa. Rất rõ ràng nha, chỉ có những cái bọn mà kền kền thôi thì nó mới cố gắng công kích và thậm chí là nó môi móc chuyện đời tư của chị Ni ra nha cái này ha. Bữa giờ á, phe đối lập đã lợi dụng điều ấy mà dẫn dắt mình đi có vẻ hơi xa. Dẫn dắt ở đây không phải là mình ngu, mình không nhận ra, vì tem mình quá yêu quý chị Hồng Loan và chị Ni. Vậy tại sao mình phải theo ý của họ, trong khi tem mình hơn hẳn họ? Theo về mình, tất cả mọi người đã làm theo một chiều hướng thôi, nhưng hướng này gọi là đa hướng. Hướng 1, đồng lòng hủy bỏ các kênh đu bám mang danh ủng hộ cho Hồng Loan và các kinh dơ. Rất rõ ràng nha. Hướng 2, tập trung vấn đề chính là nhắm mục tiêu sao kê và tẩy chay phản biện mấy đứa dẫn dắt. Đây rất rõ ràng, cái vấn đề chính của mọi người thì hầu như vẫn là rất là mong muốn mẹ con bà Sáu thì cũng sao kê công khai minh bạch rõ ràng nha, chứ đừng có để mà chuyện thì đi quá xa nha mẹ con bà Sáu. Hướng 3, chặn tất cả những thành phần có cái đầu không có cái não, vì tất cả chúng ta đã nói mấy tháng nay rồi, không phải là mới đây, vì họ không muốn hiểu chứ không phải là họ không hiểu. Tại sao họ chặn ta cho không cho ta nói họ, còn họ thì vào chửi và làm nhục cho ta tức. Vậy để họ để làm gì? Hoặc đừng quan tâm đến họ nữa, lâu lâu buồn lên nhắc thôi, vì họ không có tầm ảnh hưởng đến chúng ta. Hướng thứ tư, chọn các kênh YouTube uy tín mà chính bản thân cảm thấy ổn để theo dõi những kênh phân tích và theo dõi tình hình drama để không bị rớt nhịp mỗi khi bạn làm việc. Hướng 5, hãy cẩn thận và phân biệt đâu là địch, đâu là đồng đội, vì thành phần vây xe do fan người này, fan người kia đấu tố lẫn nhau. Những người bây giờ chịu chặn lại là Hồng Loan, rất rõ ràng nha. Cho dù những người đó nó làm như thế nào đối với vậy, thì hầu như là những người mà chịu rất là đau khổ, không thấy là buồn nhất đó, thì mình cảm thấy là chị Hồng Loan nha cái nhà ha, và chị Ni. Tại vì nhiều người vào á, từng ủng hộ chị Loan và chị Ni rất là nhiều, nhưng mà bây giờ đã vào công kích rất ghê gớm nha cái nhà ha. Mình thấy cũng rất là tội thương, rất là thương chị Ni và chị Loan nha cái nhà ha. Mình thiết nghĩ tại sao ai đấu tố thì ai làm gì thì làm, Hồng Loan chưa từng lên tiếng, vậy mà cứ có chuyện gì á thì họ cứ lôi tên của Hồng Loan vào. Cô ấy đã làm gì? Do các người vì tình cảm điên, từ giờ đây xây qua tấn công cô ấy là sao? Ở đây á, có ai đã từng nghe cô ấy nói gì không? Cô ấy có chơi chẽn, có thảo mai hay không? Hay cô ấy vẫn như trước, vẫn giản dị, mộc mạc, và cô ấy có đáng phải chịu những đối xử như vậy hay không? Lời cuối cùng thì mình mong những cái gì ai đã kích động cô ấy suy nghĩ lệch lạc thì hãy suy nghĩ lại, hãy nhìn về cái câu chuyện mà mấy tháng trước chúng ta đã đi bên nhau, chúng ta đã cùng bảo vệ cô chú, con của chú. Còn nếu ai
có trong cái đầu những cái suy nghĩ khác thì hãy bước ra khỏi một cái drama bằng một cách văn minh và lịch sự, một cách vương tử, chứ đừng đứng kiểu quay qua đây cắn bên nọ. Hãy là một con người thì không làm như vậy, hãy đối xử với nhau bằng một cách tử tế giữa tình người và tình người đó. Thì ở đây một cái bài viết như là của chị Huệ Tâm nha cả nhà, viết nói về một số những thành phần nha. Thì thật chất thì cả nhà cũng đã thấy rõ rồi, tới thời điểm hiện tại thì bây giờ chị Hồng Loan vẫn không có thay đổi bất cứ thứ gì nha cả nhà. Mình phải nhìn thấy vấn đề đó. Chị Hồng Loan sống một cách rất là giản dị, rất là bình thường, không có xe xua hay là đua đòi giống như một số người khác được nổi tiếng nha cả nhà. Nhưng mà có nhiều người nó vẫn vào nó tấn công, nó nói chị Hồng Loan thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà ở đây là mọi người đang rất là tập trung vào mẹ con bà Sáu nha. Cũng hy vọng thì mẹ con bà Sáu sẽ có một ngày đó sớm sau sớm điều sau kê công khai minh bạch. Quý vị cũng thấy là bây giờ mẹ con bà Sáu thì cái đường mà ca hát hay là cái đường sự nghiệp của mẹ con bà Sáu thì đã tắt rồi, nó thật sự là tắt rồi, không có còn ai mà có thể là xem ủng hộ đâu. Đó, từ đây mà tới Tết thì cũng vậy, hay là kết thúc cái drama này nó cũng vậy thôi. Mọi người đồng loạt là tẩy chay mẹ con bà Sáu nha cả nhà ha. Ở đây vẫn còn những cái thông tin rất là hay nha quý vị ha. Thì em sẽ chia sẻ cho quý vị luôn một cái thông tin như thế này đây, cũng khá là hay. Cả nhà mình ơi, Hồng Loan là 37 tuổi rồi, bằng tuổi con Lê Thị Hồng Que, nhưng không có mẹ, chỉ sống với ba và người thân, người chân thật, mộc mạc, hiền lành và cam chịu. Loan cũng theo nếp sống của ba, chứ không phải là lanh lợi, khôn xảo, trá như cái con Phượng Que được con bà Xích báo nuôi dưỡng, thủ đoạn thì lưu manh, thì xảo quyệt, thâm độc và tàn nhẫn, điêu huyền, lăng loàn từ những hình thành bào thai cho đến tận bây giờ. Bởi vậy Hồng Loan không biết dung hòa được các mối quan hệ trong cái đời drama nên làm mất lòng mọi người là chuyện rất là bình thường. Chuyện qua đi thì cứ bỏ lướt qua. Nhà mạng thấy chả biết phe nào là chẳng biết phe con Phượng Que, thấy thắc đức hay fan của ai vô Facebook của một người bạn nó Hồng Loan vô ơn này kia, rồi không biết trả ơn tinh thần bằng cách chia sẻ và phiên like của người những người ủng hộ Hồng Loan để họ bán hàng, và họ không chia sẻ bài của anh hai để mọi người vào mua vé ủng hộ đêm diễn thì tội cho chị Hồng Loan. Hồng Loan nó đã nói đầy đủ đầy tỷ những thứ phải lo lắng trong đầu, phải làm nghĩ những được mấy việc để chia sẻ phiên bán hàng của anh chị em để bảo vệ cho chị Hồng Loan được. Càng không nghĩ được chia sẻ bài của anh hai để kêu gọi cộng đồng mạng mua vé ủng hộ đêm diễn đâu. Người chất phát mộc mạc đơn giản thì không tinh tế khôn khéo được đâu. Nên ai binh vực Hồng Loan thì hoan hỷ với Hồng Loan nhé, để khỏi mất lòng thảo của mình. Mình dành cho em ấy gần năm hoan hỷ. Nó thật sự thì ở đây có rất là nhiều người cũng rất là yêu quý chị Hồng Loan. Tại vì cái tính của chị Hồng Loan thì quý vị cũng biết rồi ha. Rất là dễ chịu và thậm chí là rất là thật thà. Nó là rất là thật thà quý vị. Ai nói gì cũng được. Không có muốn đụng chạm gì tới ai. Chứ không phải là giống như mẹ con mà Sáu. Hay là giống như con Ve rất là mưu mô xảo quyệt, lanh nha cả nhà, cái gì cũng biết. Và thậm chí là nhưng có một cái thì mẹ con một bà Sáu không biết nha quý vị ha, đó là một cái biết điều. Biết điều thì mẹ con bà Sáu không biết đâu. Nếu mà người ta biết điều thì có thể làm sao mà có thể là vào tranh giành tài sản và cướp đoạt tài sản được, đúng không vậy? Nó rất rõ ràng là như vậy. Thì ở đây mình có rất là nhiều người cũng rất là mong pháp lực thì có thể xử lý nghiêm minh bè ăn lũ trên xác cố nghệ sĩ. Thật sự thì cái vấn đề này chị Hồng Loan cũng đã làm rất là nhiều lần nha cái này ha. Nhiều người bên phía mẹ con bà Sáu đó thì hầu như là vẫn tiếp tục hàng ngày để lấy những hình ảnh của cậu ha, để làm mọi thứ nha cái nhà ha. Thâu tóm thì tiền phúng điếu, kêu gọi quyên góp sau khi người ta mắc, rồi nói là muốn làm gì thì làm, không cần minh bạch, có còn đạo lý nữa không? Người mắc rồi thì ai cũng có quyền lấy tên tuổi ra kêu gọi à, rồi ai muốn lấy đồ gì thì lấy à, đạo đức ở đâu? Người mắc rồi là như chẳng hề tồn tại à. Rất rõ ràng ở đây nha quý vị. Quý vị cũng biết là khi mà cậu Năm mắc đi á, thì những người mà được lợi nhiều nhất á, thì chính là mẹ con bà Sáu, chứ không phải là ai khác nha cả nhà. Và thậm chí là những người tự xưng là chi kỷ gì đó với cậu Năm được lợi nhiều nhất, lấy những cái đồ kỷ niệm hay những cái quần áo của cậu, thậm chí là đứng lấy cái tên tuổi của cậu ra để đứng lên trên cộng đồng mạng kêu rồi. Và người ta bắt sao kê công khai minh bạch đó, thì nó là cái chuyện nó không cần phải làm, không làm cũng được. Rất là ghê cái nhà ha, nói rất là hay đúng không quý vị, nói như là mình là má của thiên hạ và nói là tiền của người ta chắc chắn là sẽ thuộc về mình hay gì đó cả nhà. Một ông hoàng cải lương của miền Nam, vậy mà khi danh dự của ông ấy bị xúc phạm, chỉ có mỗi cái đứa con gái của ông thì lên tiếng đòi lại danh dự cho ba của mình. Lúc ông còn sống ông đòi lại danh dự cho ba của mình, lúc ông còn sống thì người trao cho ông bao nhiêu là giải thưởng, phong tặng bao nhiêu là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, vậy mà khi ông mất đi, danh dự của ông bị xúc phạm một cách rất là nghiêm trọng, đồ đạc kỹ vật của ông thì bị ăn cắp, đời tư của ông thì bị bôi nhọ,
thì các người ngồi trơ mắt nhìn ra. Vậy là các người trao giải thưởng, trao huy hương cho ông ấy để làm gì? Công lý ở đâu? Để con không ấy bị bêu đéo suốt rằng 10 tháng qua là bất hiếu, là không hợp pháp, là bị tư, không một động thái nào là sao? Chỉ có thụ lý và thụ lý, toàn là những lá đơn vô đạo đức. Chỉ có một mình Hồng Loan lên tiếng đòi là danh dự cho cố nghệ sĩ. Cô ấy phải dựa vào cộng đồng mạng, chứ chẳng phải là những người đã trao tặng giải thưởng cho ông ấy. Ở đây thì mọi người cũng rất là bức xúc về một số những thành phần đó cả nhà. Thì nó chia sẻ những cái đời tư của cậu Năm, và thậm chí là nói về cái giới tính của cậu Năm, và thậm chí là nó sỉ nhục cậu Năm. Nhưng quý vị cũng biết cậu Năm là một ông hoàng cải lương rất là nổi tiếng, được rất là nhiều danh hiệu phong tặng và ban tặng, rồi bây giờ đã bị mắc trộm hết trơn quý vị. Quý vị thấy không, đồ đạc của cậu Năm rất là quý giá, đã bị mắc hết trơn rồi. Nó thật sự là bị những cái bọn kền kền nó chiếm hết trơn rồi. Ai thì quý vị cũng đã biết rồi, những người như là tự xưng tự phong là ruột thịt nhất của cậu Năm đó cả nhà. Thì đã nhóm nhén và thậm chí là đã âm mưu ấp ủ từ rất là lâu rồi, đợi đến ngày hôm nay để chiếm đoạt, và thậm chí là muốn đẩy con của cậu Năm ra khỏi nhà. Thật sự là những người đó muốn đẩy chị Hồng Loan ra khỏi nhà để chiếm đoạt cái tài sản nha. Ở đây thì còn một cái vấn đề này nữa thì em cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị luôn, cũng rất là hay nha. To nhỏ và nhỏ to ha. Thì nó sẽ nói về cái vấn đề là của mẹ con bà Sáu và ông Bảy nha cả nhà ha. Đây, to nhỏ và nhỏ to. Trong cái ngôi nhà to to có một vài con người nho nhỏ, là nói là cái căn nhà số 5 đồng thời điểm thì nó lại có một số thành phần gác gửi nha cái nhà ha. Con người tuy nhỏ nhưng mà lòng tham của họ thì lại rất là to, rất là rõ ràng nha cái nhà ha. Cái lòng tham của họ là vô đáy nha cái nhà ha. Được cậu Năm cho vàng và cho trả tiền trả nợ các thứ các kiểu rồi, nhưng mà khi mà cuối đời rồi vẫn muốn chiếm đoạt cái tài sản cái nhà ha. Bởi vì lòng tham của họ quá to, họ âm mưu cũng không hề nhỏ. Những cái âm mưu của người đó thì quý vị cũng biết rồi. Âm mưu thì muốn chiếm luôn cái ngôi nhà số 5 đầu thời điểm, nhưng mà chắc chắn thì điều đó không thể xảy ra rồi. Tại vì bây giờ á, nếu mà có cái vấn đề gì đó, chắc chắn chị Hồng Loan đã bị cơ quan chức năng đuổi ra khỏi nhà, hay là cái căn nhà bị niêm phong rồi. Chắc chắn ở đây là phần thắng đã thuộc về chị Hồng Loan nên mới được ở trong cái căn nhà đó, và thậm chí là những người như là chị Hồng Loan có quyền cho ai ở trong cái căn nhà đó. Tại vì chị Hồng Loan là người đứng tên hợp pháp mà, như vậy mình đâu phải bàn cãi được cái vấn đề đó. Chị Hồng Loan là hợp pháp, còn có những người kia thì chỉ là những cái người mà lầu đường xó chợ thôi nha cả nhà ha. Đó, tuy bị tẩy chay to nhưng họ xem như là việc rất là nhỏ. Vấn đề này rất là rõ nha. Mẹ con bà Sáu bị tẩy chay hay là ra những cái MV hay là bài hát như thế nào đó không ai xem, nhưng mà người ta nói đó, nói người ta rất là bình thường đó vậy. Người ta nói những việc đó rất là bình thường, không có thì thôi, không có khán giả này thì cũng có khán giả khác, nhưng mà những người đó sai lầm rồi ha. Cộng đồng mạng người ta rất là gần, người ta rất là rõ về vấn đề ha. Nó chỉ còn sót lại một số những thành phần khác thôi. Rồi cố gắng ủng hộ, khi mà kết thúc cái đời drama này đi rồi mình sẽ biết rõ là cái bộ mặt thật của những người đó ha. Ai mà ủng hộ, ai mà dám thuê, dám mướn những người đó ha cả nhà ha. Bởi vì việc nhỏ đó mà đã làm cho họ giữ số tiền rất là to. Thật sự thì bây giờ cái số tiền mà phúng điếu là những số tiền quyên góp của mọi người, mình không thể nào mình hình dung ra được là bao nhiêu tiền cả nhà. Thật sự là bây giờ mình không ai hình dung ra được là bao nhiêu tiền mẹ con ngoài Sáu giữ. Có thể lên vài tỷ hoặc là vài chục tỷ cũng có thể. Tại vì đứng ra nó kêu rồi gần 6 tháng trời mà cả nhà. Quý vị cũng biết lấy hình ảnh của cậu kêu gọi đằng 6 tháng trời để một đống số tài khoản lên đó, thì quý vị cũng biết là cái số tiền nó vào rất là nhiều nha. Cái danh tiếng của cậu không phải là nhỏ nha cả nhà ha. Khi người ta nghe cái thông tin cậu không có đắt, không có tiền đó, người ta sẽ ủng hộ liền nha cả nhà ha, rất là rõ ràng. Bởi vậy thu số tiền đó họ cũng phải chi từng chú ve nhỏ, có thể là từ chi rất là nhiều nha cho những cái bọn mà cần cần đó cả nhà, những cái tay viết bài, những cái tay ủng hộ đó cả nhà. Thì bọn ve này nó sẽ chi ra rất là nhiều nha, tiền tiền nhỏ nhỏ đó nó chi cho những người này, nói giúp đỡ nữa mà cả nhà ha. Từng chú ve nho nhỏ suốt ngày lên mạng xã hội rống rất là to, rõ ràng nha. Tại người ta nhận được tiền mà, người ta phải lên mạng xã hội để người ta binh binh chủ của mình nha cả nhà ha, là binh mẹ con bà Sáu đó quý vị, rất là nê ha. Nào là bất bình bất hiếu to, sao vẫn được thừa hưởng vài mảnh đất nhỏ. Nói chị Hồng Loan thì bất hiếu hay là vô nhân đạo, vô đạo đức gì đó, nhiều thứ lắm quý vị. Nhưng mà cái tài sản trước mắt thì cũng phải là ai được hưởng, chính là chị Hồng Loan, đó là điều chắc ăn 100% nha cả nhà. Những mảnh đất nhỏ đó đáng lẽ là phải đưa cho những đứa cháu ruột cậu yêu to. Người ta nói là cậu đã làm một cái di chúc là miệng đó cả nhà, là cho mẹ con bà Sáu và ông Bảy nha, nên người ta muốn danh dự rất là nhiều nha. Cháu ruột được cậu yêu to, do không phục nên yêu cầu mợ Năm nhỏ, mợ Năm mặt chư như nhỏ, sống ở trên nước Mỹ rất to, rất là hay vậy cả nhà ha. Sống trong đất nước to và sở thích
cắt ghép vài cái clip nho nhỏ đó, thật sự thì rất là hay cái vấn đề này đây. Sống ở đất nước mà rất là bự, rất là văn hóa rất là tốt, nhưng mà thích cắt những cái clip nhỏ nhỏ ra để ráng ghép cho người ta bị cái tội này cái tội kia đó cả nhà ha. Những cái clip cắt ghép nhỏ nhỏ ở Việt Nam tạo làn sóng chỉ trích rất là to. Khi mà nó cắt ghép những clip này thì hầu như có rất là nhiều người vào, mà bọn cận cần vào đối với nó vào nó rất là phái nghe nha, nó rất là tin tưởng là mẹ con của bà Sáu là sẽ là người được hưởng cái tài sản này ha. Mà ốc mụ như trái nho, sĩ diện thì như hạt mè nhỏ. Rất rõ ràng ha, cắt ghép cũng cắt ghép rất là ngu nha cái nhà ha, cắt ghép mà thiếu tùm lum hết trơn, sai tùm lum hết trơn đó cái nhà ha. Mụ càng làm to, mẹ con nhà ve bị chửi cũng không nhỏ. Rất là rõ ràng ở đây thì mọi người đang chửi mẹ con bà Sáu rất là nhiều nha. Nói thật sự ở đây là khi mà mẹ con bà Sáu bước ra ngoài đường, quý vị cũng thấy là không có dám mà chơi cái mặt ra đâu, đeo khẩu trang hay là đeo kiếm gì đó, sợ người ta chửi, người ta tìm tới lắm quý vị. Thế mà có đằng kêu nhỏ vô binh vực bằng kiểu đạo lý rất là to. Mặc dù nó đạo lý rất to nhưng nhân cách của nó lại thua lời chó nhỏ. Có nhiều người thì vào binh vực ghê lắm, nhưng mà không biết là nó binh vực như thế nào. Thử gia đình của nó gặp vào những cái trường hợp như thế đó đi cả nhà, gia đình của nó mà gặp cái trường hợp như vậy đi thì không biết nó xử lý như làm sao cả nhà. Cái tiền án tên tờ A4 tuy nhỏ nhưng nội dung hấp diêm gây chấn động rất là to. Cái vấn đề rất là rõ ràng này, rất là hay nha. Trong một tờ giấy A4 nhưng mà nó lộ rõ một cái bản chất của một con người là biến thái như thế nào vậy cả nhà ha. Rồi có vài cái YouTuber tưởng mình to tặng vài món quà nho nhỏ, cũng có một vài kênh YouTube các nhà lên ủng hộ cho mẹ con bà Sáu rất là ghê nha, tin tưởng mẹ con bà Sáu sẽ chiến thắng, tại vì nó quay mẹ con bà Sáu suốt mà cả nhà, cũng còn view còn like đó, nói chung cũng còn view còn like, ráng quay thôi. Hợp chắc nó cũng biết bị chửi rất là nhiều rồi, nhưng mà biết làm sao bây giờ cả nhà, lỡ theo thôi. Bây giờ lỡ theo mẹ con bà Sáu rồi phải theo thôi đúng không quý vị? Ngoài món quà nhỏ nhỏ nhưng họ đã hưởng lợi rất là to, lại mới nói rồi nha cả nhà ha, hưởng được lợi ích to lại không biết kiềm kế miệng nhỏ, thế là bị kiện với số 331 rất là to. Rồi phải lo cho bản thân nên phản kèo tung vài cái ghi âm nhỏ, tuy ghi âm nhỏ nhưng kênh cắt đã hỏng lỗ to, cộng đồng mạng đã cho chỉ cần vài tờ sao kê nho nhỏ mọi việc sẽ sáng tỏ, sao cứ thích làm chuyện cho nó to. Ở đây rất là rõ ràng nha, to nhỏ và nhỏ to nha cả nhà, là nói về những cái quan điểm và nói về những cái vấn đề như là của mẹ con bà Sáu ha. Nó thật sự thì ở đây thì mình chỉ đợi thôi, nó thật sự là mình chỉ đợi thời gian thôi cả nhà. Thời gian là pháp luật rồi sẽ công bố những kết quả là tài sản nó sẽ thuộc về chị Hồng Loan như thế nào thôi. Còn về phần của mẹ con bà Sáu thì hầu như ở đây mọi người ai cũng đã nhìn nhận được rồi, không có đường nào mà mẹ con bà Sáu đã thắng được chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan đã thắng được 100% những vị luật sư. Bây giờ em nói là rất là lo nha quý vị, mình rất là lo cho mẹ con bà Sáu. Sau này không biết sống làm sao, sau này không biết sống làm sao nha cả nhà ha. Không nên bán bún bò suốt đời, bắt bà Sáu rồi rửa chén suốt đời cả nhà đó. Tại vì cả nhà thấy nó bây giờ đâu có ai ủng hộ xem hát live show người ta, tự nói thật sự là người ta nghệ sĩ nổi tiếng thì thật chắc thì người ta sống rất là khỏe thảnh thơi nha. Nhưng mà bây giờ vì cũng thấy là không có một cái cục đất chọi chim, không có nhà cửa gì hết trơn á, mà thậm chí là phải nuôi thêm hai thằng nữa, hai cái thằng, một thằng chồng bắt tài ở dụng, một cái thằng ba, thêm một cái ông ba cũng khá là bắt tài ở dụng nha. Chỉ biết là đi giữ xe nha cả nhà ha, giữ xe và giữ xe. Xin chào cả nhà, thì trên tay em đây là bánh đậu phộng nha cô chú anh chị, một đặc sản ở dưới quê em. Thì cuối năm rồi, cũng bán thêm một số những sản phẩm gửi đến cho cô chú anh chị, cũng giống như là kiếm thêm một ít thu nhập ăn Tết cho cả nhà. Cả nhà thương yêu em thì ủng hộ mua giùm em nha. Một bịch như vậy á là 5 cái nè. 1 2 3 4 5. Ha. Đó, thì đây là bánh đậu phộng nha, hình cái nón lá nha cô chú anh chị ha. Đó thì một cái nó bự gì nè. Đó, một cái nó bự là bằng tay mà biết không? Đó, đặt bàn tay lên nè. Nhìn nó giống gì không? Đó. Đây là bánh đậu phộng này, có mè nè, có đậu phộng nè, đó, rồi có lớp bánh xốp bên trong nữa nè cô chú anh chị ha. Đó, thì một cái nó rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Một bịch như vậy nè là 5 cái. Đó, 5 cái như vậy em bán trị giá 120.000 thôi nha cô chú anh chị ha, 120.000. Đó. Thì cô chú nào thương em á, mua ủng hộ hoặc là mình mua mình làm quà Tết tặng cho người thân, hoặc là mình để trong nhà ăn trong dịp Tết rất là ngon nha cô chú anh chị. Bánh này bảo quản rất là lâu, 2-3 tháng là chuyện bình thường nha cô chú anh chị ha. Đây, vậy không? Đây nè, đó, lớp bánh nè ha, bánh xốp nè ha. Đó, và đậu phộng nè, mè nè. Nó ăn nó rất là giòn nha cô chú anh chị, và nó không có bị dính răng. Một số những sản phẩm khác cũng y như vậy luôn, nhưng mà cô chú anh chị ăn thứ nhất nó ngọt quá. Đó. Cái thứ hai ăn nó dễ bị dính răng, ăn nó dính răng nó khó chịu lắm. Cái này ăn là nó bị dính răng nè cô chú anh chị.
vô. Đó. Ăn nó nghe gọt 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 luôn. Mùa đợt này không giống nhau nha. Ăn không bị ngán. Đó. Tết mà ngồi ở nhà buồn buồn lên đây gà ăn cũng ngon lắm. Đó, với chúng chị. Đó. Nhiều lắm, một cái này một bịch như vậy á, 5 cái 120 ngàn, ăn nhiều khi đã từng lại mới hết á. Đó. Đó, dành cho những người nào mà ăn kiêng nè. Đó, ăn không ngọt nè. Đó. Ngon lắm cô chú anh chị nè, bánh xốp đây nè. Nó giòn á. Ngon quá. Đi ra. Không bị ngon, mà nó ngọt ngọt hơi hơi. Không rất là ngon luôn. Đó. Thì cô chú anh chị nào mua á thì hãy điện thoại cái số điện thoại của em là 0879 262 482, một bịch như vậy 5 cái ha cô chú anh chị ha, là 120 ngàn ha. À, còn tiền ship thì tùy theo khu vực thì nó có sẽ có giá ha. Đến đó rồi quý vị nhận hàng xong rồi quý vị trả, mới trả tiền ha cô chú anh chị ha, đảm bảo khi vận chuyển tới cô chú anh chị là y chang vậy luôn ha. Đó thì cô chú anh chị nào mua thì ủng hộ nhớ nhắn vào số điện thoại 0879 262 482 để gặp em để được tư vấn nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.